Harry Kane thăng hoa tuổi 30. Không ai rõ đến thời điểm này, Tottenham hay Man United. Man City tiếc nuối nhiều nhất việc Harry Kane rời nước Anh để gia nhập Bayern Munich khi ngôi sao người Anh thăng hoa rực rỡ trên đất Đức, cũng như giữ được phong độ khó tin trong màu áo tam sư. Tính cả bàn thắng vào lưới, Manta ở đợt trận vòng loại Euro 2024 vừa diễn ra rạng sáng ngày 18 tháng 11. Harry Kane tròn 100 ngày qua đã có tổng cộng 24 lần nổ súng, gồm 21 bàn thắng, kèm 7 pha kiến tạo trên mọi mặt trận cho Bayern Munich, cùng 3 lần lập công cho tuyển Anh ở đấu trường châu Âu. Trung bình cứ 4 ngày anh lại ghi một bàn thắng, hiệu suất hết sức đáng nể đối với một tiền đạo đã bước sang ngưỡng tuổi 30. Theo dấu chân thần tượng, gia nhập Học viện Đào tạo bóng đá trẻ Arsenal ở tuổi lên 8, chỉ vài tháng sau, cậu bé Harry Kane buộc phải rời ngôi trường nổi tiếng này vì nguyên nhân chẳng giống ai. Vóc dáng không có chất thể thao. Huấn luyện viên Arsenal Wenger sau này từng nhấn mạnh, thất bại lớn nhất của Học viện Arsenal chính là không nhìn ra tố chất và đánh giá đúng. Tiềm năng của một trong những cầu thủ sau này nổi tiếng nhất của bóng đá Anh đương đại bị đem cho mượn khắp nơi, từ Leyton Orient, Millwall, Norwich City rồi Leicester trước khi được triệu hồi về Tottenham năm 2013, Harry Kane dần tạo được chỗ đứng. Không chỉ ở đội bóng thành London mà còn trong cả lịch sử hơn 160 năm của Tottenham lẫn làng cầu Anh Quốc. Harry Kane đã ghi 213 bàn thắng cho Spurs, nắm giữ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ tại Premier League. Chưa một lần chạm tay đến danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh đã đành, Kane cùng với Tottenham tham dự 3 trận chung kết và thua Chelsea lẫn Man City ở League Cup, trắng tay trước Liverpool ở Champions League. Trong cả 3 trận đấu này, Kane đều không ghi được bàn thắng nào. Harry Kane vượt qua đàn anh Wayne Rooney để độc chiếm kỷ lục ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại cho đội tuyển Anh với 58 bàn. Chỉ tiếc là dù đã giành được danh hiệu chiếc giày vàng tại World Cup 2018 và cùng tuyển Anh lọt vào trận chung kết Euro 2020 trên sân nhà, Harry Kane vẫn chưa thể một lần dương cao cúp vô địch. Thất vọng với những mục tiêu cá nhân, anh chuyển hướng cuộc đời sau khi cống hiến gần hết tuổi thanh xuân và sức lực cho Tottenham và làng cầu Anh. Tuổi thơ tha thiết gia nhập Arsenal, lớn lên thần tượng David Beckham của Man United, mãi đến khi đặt chân đến nước Đức, Harry Kane mới thổ lộ lòng mình. Tôi nhớ như in ngày David Beckham rời Man United, nơi anh ấy có một sự nghiệp lừng lẫy để chuyển sang Real Madrid. Khi ấy, tôi còn là một đứa trẻ và tự nghĩ, chà, một trải nghiệm tuyệt vời đấy chứ. Và luôn lấy Beck làm kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ dành cho bóng đá trong suốt sự nghiệp của tôi. Chia tay Tottenham sau 9 năm gắn bó mà không có được bất cứ thành tựu nào, ngay cả Harry Kane hẳn cũng không nghĩ chuyến xuất ngoại đậm chất phiêu lưu. Ở tuổi 30 sang Bayern Munich lại mang cho anh quá nhiều cảm xúc dù chặng đường mới chỉ vừa đi qua khoảng hơn 3 tháng. Mù cầu sự nghiệp, nhiều người cho rằng Kane đến Bundesliga vì tiền, lý do không sai. Ở đội bóng số 1 nước Đức, Kane sẽ được nhận mức lương lên đến 21 triệu bảng mỗi mùa theo bản hợp đồng có thời hạn đến hè 2027. Nhiều gấp đôi thu nhập 10,4 triệu bảng mỗi mùa mà anh nhận ở Tottenham. Thậm chí, theo một điều khoản kèm theo trong hợp đồng, Kane sẽ nhận thưởng 220.000 bảng Anh nếu góp công vào 40 bàn thắng trên mọi đấu trường. Mới hơn 3 tháng, Kane đã đóng góp vào 21 bàn và 7 pha kiến tạo ở Bayern Munich, gần hoàn tất 3 trên 4 mục tiêu mà đội bóng đề ra. Thật ra, Bayern Munich mang lại cho Harry Kane quá nhiều trải nghiệm mới mẻ so với khi anh phải nhận trọng trách trong màu áo Tottenham. Một đội bóng không có tham vọng và mục tiêu rõ ràng dưới thời ông bầu nổi tiếng kiểm soát chi tiêu cực cắt như Daniel Levy. Chỉ hơn 3 tháng, Harry Kane đã chiếm trọn trái tim của người hâm mộ xứ Bavaria, kể cả với huấn luyện viên Thomas Tuchel, đại công thần Thomas Müller cho tới từng cổ động viên của Bayern Munich. Nhiều fan Đức đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu Kane có phải là tiền đạo hay nhất từng khoác áo Bayern hay không, dù trong quá khứ, đội bóng này sở hữu nhiều siêu tiền đạo. Từ Gerd Müller cho tới kỷ lục gia Robert Lewandowski, nhật báo Der Spiegel bình luận còn quá sớm để khẳng định Kane sẽ là trung phong hay nhất của Bayern. Nhưng nếu hỏi Bayern có hài lòng về khoản đầu tư 100 triệu bảng hay không thì câu trả lời chắc chắn là có. Tiền đạo gắn với bàn thắng và hãy để các con số lên tiếng. 21 bàn thắng trong 16 trận trên mọi đấu trường, trong đó có 4 bàn sau 4 trận ở Champions League và 17 bàn qua 11 trận Bundesliga. Mới sau 11 vòng, Kane đã ghi bàn nhiều hơn vua phá lưới mùa trước, 16 bàn, kịp lập 3 hat-trick, 3 cú đúp. Bàn thắng chưa phải là tất cả. Harry Kane còn khiến cả đồng đội lẫn các cổ động viên thích mê bởi lối chơi lùi sâu, sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự hoặc tạo khoảng trống cho các cầu thủ chạy cánh băng lên khai thác. 7 pha kiến tạo và những tình huống chạy gần 50m về sân nhà đủ để nói lên hết phẩm chất của Harry Kane, người luôn hết lòng vì đồng đội, tỏa sáng cùng tam sư. Tuyển Anh đã sớm giành suất tham dự vòng chung kết Euro tổ chức vào mùa hè 2024 tại Đức. Không cần phải bàn cãi nhiều, Harry Kane vẫn phải gánh trọng trách ghi bàn cho tam sư, như cách anh đã làm với 8 pha lập công qua 7 trận vòng loại vừa qua. Tuyển Anh chưa bao giờ khan hiếm các chân sút tốt, nhưng dưới trướng huấn luyện viên Gareth Southgate, mọi thứ dường như đang trở nên quá phức tạp. Raheem Sterling bị lãng quên, Ivan Toney dính phút cá cược và bị treo giò đến hết năm 2023.
Tammy Abraham trẻ khỏe nhưng anh chưa ra sân trận nào mùa này cho Aston Villa vì chấn thương. Vậy sát cánh cùng Harry Kane Euro 2024 sẽ là những ai khi mà Marcus Rashford đang rất phong độ, Dominic Calvert-Lewin chỉ vừa tái xuất sau thời gian dài dưỡng thương, Oli Watkins đang có 11 bàn thắng cho Aston Villa ở mùa giải 2023 đến 2024. Edinson Cavani mới có 5 bàn cho Arsenal nhưng phong độ của anh khá ổn định. Callum Wilson có 7 pha lập công trên mọi mặt trận và dù 31 tuổi nhưng màn trình diện ấn tượng hoàn toàn có thể giúp anh góp mặt trên đất Đức mùa hè tới. Dù sao, việc kết quả chói sáng cũng mang đến nỗi lo. Nếu chẳng may anh chấn thương thì cả Bayern Munich lẫn tuyển anh phải sớm lo chuẩn bị phương án dự phòng. Kết quả của Barca họp sa thải huấn luyện viên Xavi sau 2 thua trên 4 trận gần nhất, lộ diện người thay thế. Barcelona đã nhắm người thay thế Xavi cho ghế huấn luyện viên trưởng sau phong độ gần đây. Truyền thông Catalonia đang xôn xao khi mới đây nhiều kênh tin cho biết Barcelona đang họp bàn về tương lai của huấn luyện viên Xavi Hernández, người đã dẫn dắt Barca tới ngôi vô địch La Liga mùa trước. Mùa này Barca đang đứng thứ 3 tại La Liga và chưa đoạt suất dự vòng knockout Champions League. Mặc dù lập công lớn trong mùa giải trước, nhưng mùa này phong độ của Barca khiến vị thế của Xavi không còn vững vàng. Barca đã thua 2 trong 4 trận gần nhất, trận thua ngược 1-2 trước Real Madrid dù chơi tốt hơn. Và trận thua Shakhtar Donetsk 1-0 trong trận đấu mà chiến thắng sẽ bảo đảm vé đi tiếp sớm. Đó là 2 trận thua ở mọi đấu trường từ đầu mùa bóng của Barcelona, họ hòa 3 trận khác còn lại là thắng. Nhưng Barca bị đánh giá là đá thiếu thuyết phục, lối chơi hết chắc chắn so với mùa 2022-2023. Với phong độ đi xuống của hàng thủ và Robert Lewandowski trên hàng công, những sự khó chịu từ các cầu thủ như Lewandowski và Ilkay Gundogan do vấn đề trong lẫn ngoài sân cũng khiến dư luận chú ý. Chủ tịch Joan Laporta và giám đốc thể thao Deco đều đã trấn an dư luận rằng Xavi vẫn được tin tưởng. Laporta nói trong cuộc phỏng vấn cho The Sport, tôi muốn nói rõ như sau, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào huấn luyện viên trưởng và rất tự hào khi Xavi là người dẫn dắt đội, cả vì chuyên môn lẫn những phẩm chất cá nhân. Ở đây chúng tôi có một tập thể đoàn kết và lúc này tin tưởng vào nhau là điều quan trọng nhất. Nhưng một số nguồn tin cho hay Laporta và ban giám đốc đã họp để bàn về tương lai của huấn luyện viên Xavi ở sân Nou Camp. Mặc dù phong độ của Barca không tốt, nhưng Xavi tạm thời chưa có gì phải lo lắng, trừ khi có một sự tụt dốc phong độ nặng nề xảy ra trong những tháng tới. Hơn nữa, theo luật La Liga, một huấn luyện viên trưởng chỉ có thể dẫn dắt một câu lạc bộ trong mỗi mùa giải, nên có thay Xavi cũng không dễ chọn người khác vào thời điểm này. Dù vậy, Barca đang tính sẽ không tiếp tục giữ Xavi lại sau mùa giải này dù tháng 9 vừa qua Xavi đã gia hạn thêm 2 năm. Bên cạnh phong độ hiện tại, Xavi trong thời gian dẫn dắt Barca chủ yếu áp dụng lối chơi thiên về phòng ngự chắc và điều này đã gây ra chỉ trích từ truyền thông địa phương. Laporta cũng cho rằng lối đá này không có lợi cho Barca về lâu dài dù đã giúp đội có thành tích. Bóng đá tấn công đẹp mắt mới giúp Barca duy trì nguồn thu thương mại trong giai đoạn khó khăn. Nếu thay Xavi, người có khả năng cao nhất thế chỗ ông ở Barcelona sẽ là huấn luyện viên Miguel Vicente Muno đang dẫn dắt Girona. Vicente đã đưa Girona thăng hạng La Liga và giờ đang bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng với 11 chiến thắng sau 13 vòng bởi lối đá tấn công nhanh ghi nhiều bàn thắng. Vicente đã vào tầm ngắm Barca từ 2 năm trước và vị thế của ông càng lớn khi mùa trước Girona tranh chấp suất dự cúp châu Âu. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!